đúng là thật là mộng mơ. Ôi ôi, tính đi mua sắm phồn. Trời ơi, đúng là bạn của tôi. Bởi vậy thiệt luôn á, nhà nấu chè tính rủ qua ăn. Nhưng mà hả, nhìn thấy bà bận bộ đồ này là tôi biết mỗi lần bà bận đồ đẹp chỉ có nước đi mua sắm thôi. Ê, nói nghe nè, tính mua đầm hả? Mua ở đâu? Có giảm giá không? Có gì cho tôi ké vài bộ đồ với. Mua đầm là xưa rồi. Chứ mua gì? Mua điện thoại. Mua điện thoại. Điện thoại? Ủa, tôi thấy cái bà xài cũng là cái đời mới rồi mà. Bà muốn mua cái đời mới nhất luôn hả? Mới nhất trang xì bang luôn. Trời ơi, cái đó là tính ra cũng mấy chục triệu luôn. Chuyện nhỏ. Ủa, vào nghe. Đại gia ngầm nghe. Vậy mà bà xạo tôi. Bà tối ngày hả, bà than tôi là không có tiền, nghèo, khổ. Mà có tiền sắm điện thoại nghe. Ai nói với bà tôi có tiền sắm điện thoại? Nhỏ này, tào lao nữa, không lẽ giờ không có tiền vậy mua điện thoại bằng gì? Không lẽ bán cho em cái điện thoại trả niềm tin? Trời, bà không biết gì hết trơn á. Tôi đi mua điện thoại bằng cách đi mượn tiền mua điện thoại. Mượn tiền? Ừ. Mua điện thoại? Đúng rồi. Trời ơi, sao bà tào lao vậy? Trời ơi, tưởng đâu là bà có dư giả tiền bạc thì lúc đó mình lấy tiền đó mình đi mua điện thoại. Còn đằng này cái điện thoại của bà đang xài cũng còn xài rất là tốt mà phải đi vay đi mượn để đi mua cái điện thoại mới. Gì vậy? Gì vậy? Bà ơi, bà sống cái kiểu cuộc sống đó là cái đời sống lạc hậu, đời sống hồi xưa rồi. Nghĩa? Bây giờ là đời sống kiểu mới, thấy không? Mình không có tiền mua một cái món đồ đó thì mình đi mượn tiền để mình mua cho bằng được cái món đồ đó thì thôi. Trời đất ơi, coi xong cái tự nhiên bị mang nợ hả? Bà không nghe người ta nói là cái câu là nhất tội nhì nợ hả? Thôi, dẹp giùm tôi đi bà ơi. Bà không biết gì hết trơn á. Tôi nói bà nghe, ví dụ như thấy không, bà không có tiền, không, bà thích cái món đồ đó quá, mà cái món đồ đó là một món đồ sang trọng, đắt tiền. Thì bà đi mượn nợ để bà mua cái món đồ đó. Xong, đúng không? Bà cầm cái món đồ đó về trên tay rồi. Đó, là bà biết, à, cái món đồ này mình đang có nghĩa là mình mắc nợ người ta. Đó, làm như vậy, bà sẽ có động lực, bà kiếm tiền nhiều hơn và bà sẽ biết chi tiêu cuộc sống một cách tiết kiệm hơn để bà trả được cái tiền nợ đó. Và bà cũng có một món đồ xịn để bà xài. Bà hiểu không? Bà không hiểu đúng không? Ủa sao? Tôi thấy cái câu chuyện nó... Nghe bà kể thì nó hợp lý á. Hợp lý? Hợp lý á, nhưng... Nhưng thật ra nó rất là phi lý á. Phi lý chỗ nào? Bà nói thử cái phi lý tôi nghe coi. Ủa, tự nhiên tôi khi không là đang khỏe phay phay, tự nhiên đi mượn mắc đóng nợ để làm gì? Để đi mua đồ. Tại sao mình không tích cóp chi tiêu từng chút một, rồi mình có đủ số tiền rồi mình lúc đó mình hẳn đi mua để khỏi mang nợ? Nói như bà vậy là xưa rồi. Trời ơi, bà không biết chứ, tôi mua cái món đồ là cái điện thoại là ít đó, chỉ có vài chục triệu thôi, thấy không? Còn có những người kìa, tay trắng mà người ta đi mua nhà lầu, mua xe hơi. Trời ơi, người ta mượn tiền tỷ cơ bà. Nhưng mà cái đó là chuyện của người ta, hiểu không? Người ta vay người ta mượn, cái đó là nhiều khi là trong cái vấn đề là môi trường sống của người ta, thấy không? Cái công việc của người ta thì nhiều khi là người ta thu nhập rất là cao, còn bà chỉ là nhân viên bình thường thôi. Rồi hả, bà phải làm thêm cái gì để mà bà có thể là kiếm được tiền để trả nợ, đúng không? Trong khi đó là lương của bà mỗi tháng là chỉ đúng ken sà ben là bao nhiêu đó, là bà xài đủ bao nhiêu đó rồi, làm gì còn tiền dư để trả nợ nữa, đúng không? Rồi thêm cái nữa này nha, bà nói cái đó là tôi hiểu rồi. Người ta đi vay mượn để người ta mua sắm, nhưng nhiều khi cái đó là cái gọi là cái gì, cái kế hoạch kinh doanh của người ta đó, là người ta sẽ đẻ ra tiền nữa, cái đó gọi là người ta đầu tư, hiểu không? Còn tự nhiên bà đi mua có cái điện thoại đời mới, đi mua mà mang nợ mấy chục triệu. Tôi bắt đầu tập tành theo cái lối sống đó, một cái lối sống cao cấp và vĩ mô. Bà không có hiểu cái lối sống đó đâu. Thôi, tôi nói chuyện với bà bớt những cái suy nghĩ tiêu cực đó lại đi. Bà phải tập sống cái cách sống của như tôi vậy nè. Cách sống của một người thượng lưu. Thôi, nếu rảnh đúng không, ở nhà coi nhà giùm tôi, tôi khỏi khóa cửa nha. Sẵn tưới rau giùm tôi, tưới cây giùm tôi luôn nha. Tôi đi mua điện thoại cái để trễ giờ của tôi nha. Bye bye. Mơ. Trời đất ơi, nhỏ này sao nó làm mình hoang mang vậy trời? Duyên ơi, Duyên. Ơi, Duyên ơi. Gì vậy?
gì vậy? Ủa Duyên ơi, vụ gì mà bà hớt ha hớt hải hú hồn hú vía vậy? Duyên bình ơi, tĩnh bình tĩnh, bà bình tĩnh coi bà làm cái gì mà tôi cứu tôi với. Duyên ơi, cái gì mà cứu cứu, sao sao, uống miếng nước đi. Cái gì? Không, không uống luôn. Sao tôi sao? Tôi khổ quá Duyên ơi. Trời, cái gì mà khổ, bà phải nói cho tôi biết chứ, tự nhiên cái bà làm gì khổ. Rồi xong, tới đây thôi là hiểu rồi. Sao bà biết luôn rồi hả? Sao bà biết hay quá vậy? Tôi nhìn bà là tôi hiểu rồi. Vậy hả? Có phải á là gặp chuyện vấn đề về tiền bạc rồi đúng không? Đúng rồi Duyên ơi, tôi xin bà luôn á. Tôi cầu cứu bà luôn á. Cái gì? Bà cho tôi mượn tiền được không? Bao nhiêu? 15 triệu. Trời, 15 triệu? Ừ. Trời ơi, có 150 trong người à, mượn 15 triệu ở đâu ra? Trời nhiều quá không có. Duyên, bà đừng có giỡn với tôi nữa mà, bà giúp tôi làm ơn đi mà Duyên. Trời ơi, 15 triệu? Tự nhiên bà làm gì mà bà nợ tới 15 triệu dữ vậy? Thì khỏi nói luôn. Biết rồi, he. Là cái vụ hôm bữa là đi vay tiền để mà về mua điện thoại đời mới nhất đó đúng không? Trời ơi, sao để tới nông nổi này? Thì đó, hôm bữa tôi vay, tôi tính là đi làm kiếm tiền trả. Nhưng mà bây giờ tôi trả hoài, mà nợ vẫn còn hoài. Ủa sao kỳ? Mà vừa nợ vừa lãi nữa, tôi trả không nổi. Bà ơi, tụi nó nói với tôi á là nếu như mà trong ngày hôm nay á không trả tiếp cái số 15 triệu còn lại á là tụi nó tới nhà tụi đập phá. Trời, tụi nó đập phá. Khoan từ từ, chết rồi Duyên ơi. Bà bớt rối, bà uống miếng nước bà bớt rối đi. Ừ. Bà bớt rối đi để từ từ tôi suy nghĩ coi làm sao. Bây giờ sao Duyên ơi? Rồi sao bà nói với tôi hả, là cứ vay tiền đi rồi lấy cái đó làm động lực để đi làm kiếm tiền, rồi bây giờ động lực của bà đâu? Thì đó, tôi cũng làm động lực lắm, tôi cố gắng lắm mà, thấy không, mấy nay bà đâu có gặp tôi đâu. Tôi đi làm thêm mấy chớp nữa, mấy chỗ nữa để có tiền trả, nhưng mà tôi không ngờ là cái tiền vừa vốn vừa lãi nó nhiều lắm, chứ không phải là đơn giản là nó nói như vậy không Duyên ơi. Trời, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Bà chưa, không cứu tôi là tôi chết đó Duyên ơi. Tôi nói với bà rồi, thấy không, bà ngay từ đầu á là tôi khuyên bà, tôi cản bà biết bao nhiêu lần luôn mà bà vẫn không nghe lời tôi. Bà biết không, bây giờ là hả, mình hoàn cảnh của mình nó khác, điều kiện của mình khác, công việc mình khác đó. Bà đâu phải là như người ta đâu, tự nhiên coi thông tin ở đâu đó, thấy người ta vay tiền mua này mua nọ mua kia, rồi tự nhiên cái mộng mơ tưởng đâu là mình sẽ làm được, cuối cùng vỡ nợ luôn. Chán thiệt chứ, giờ thấy bạn vậy tôi cũng lo mà không biết làm sao đi nè. Tôi biết tôi sai rồi, tôi biết là đúng là cái cách sống của mình như vậy là sai. Tôi nghĩ người ta làm được, tôi cũng nghĩ là tôi làm được, nhưng mà không đúng. Thời buổi khó khăn mình phải liệu cơm gắp mắm, mình làm cái gì nó vừa sức mình, đồng tiền của mình làm ra nó quý trọng biết chừng nào, chứ không phải tiền đi vay mượn vậy mà sống kiểu xe xôi như vậy. Như tôi là hôm nay tôi hối hận thiệt rồi, tôi hối hận. Thôi, sợ quá. Bình tĩnh. Nếu bà không giúp tôi thôi. Khoan từ bây giờ để tôi coi làm sao đã. Nhưng mà thôi, tôi nói đi về. Nghe. Ê, rồi số nợ rồi tính làm sao, nó nói trong ngày hôm nay phải trả mà. Tôi về tôi nói chuyện với ba má tôi, rồi tôi cầu xin ba má tôi cứu tôi hoặc bán đất gì đó. Trời chứ ơi, không ấy là chết tôi bà ơi. Đó, bà thấy chưa? Trời ơi, ba má nuôi mình lớn tới chừng này nè, mình không có báo hiếu được cái gì hết trơn, đã vậy còn làm cho ba má lo lắng nữa. Mà tưởng thiếu tiền làm gì, thiếu tiền đi sắm điện thoại xe xua, tức ghê luôn á. Nhỏ này rồi. Từ từ, tôi đi về tôi rối quá rồi. Thôi, bình tĩnh đi, để người ta cũng phải suy nghĩ chứ, tới 15 triệu lận. Bây giờ sao suy nghĩ? Thôi được rồi, chỗ bạn bè thân thiết, cho bà mượn 15 triệu. Bà cho tôi mượn 15 triệu hả? Từ từ, bình tĩnh tiếp nè. Nhưng mà có cái này tôi nói với bà. Là tôi nghĩ là bà nên thay đổi cái tư tưởng lại. Tôi thay đổi. Với lại bà biết không chị nè, thật ra là cái quan trọng là cái cách sống của mình, cái cốt cách bên trong con người mình nó như thế nào. Chứ gọi là mấy cái đồ hiệu á, rồi nó ở bên ngoài nó không có đánh giá được cái con người mình ra sao hết trơn á. Với lại bây giờ bà nghĩ đi, bà mua đồ hiệu bà cầm thì sướng tay đó. Xong cái người ta có thể là trầm trồ là bà cầm đồ hiệu, nhưng bà vì mua đồ hiệu mà bà mang đống nợ trên người. Trời ơi, bà xài bà có vui được không? Lúc nào cũng thấp thỏm, lúc nào cũng nơm nớp, sợ bị người ta vô đòi nợ mình. Thấy ghê không? Hứa với tôi nha, tôi hứa là từ nay về sau bỏ cái thói xe xua đó, không có mơ mộng nữa. Nếu hứa được á thì tôi cho mượn. Tôi hứa, tôi xin thề với bà luôn, bà giúp tôi lần này đi. Tôi hứa từ rày về sau tôi làm bao nhiêu tôi xài bấy nhiêu, tôi bỏ cái thói xe xua mơ mộng đó, tôi sợ quá rồi. Với lại là phải chi tiêu thiệt là tiết kiệm nha, thật là hợp lý luôn, phải tính trước tính sau để dành dụm tiền á, còn báo hiếu cho cha mẹ nữa. Ừ, tôi cảm ơn bà nhiều lắm nha Duyên, tôi cảm ơn bà nhiều lắm. Không có gì,
chưa, nghe chưa? Chưa. Nhưng mà anh ơi, cái chuyện mà thuê giúp việc nè, hay là cái chuyện mà anh muốn em là phải chăm chút hơn cho bề ngoài của mình, em cảm thấy là hiện tại thời điểm này nó chưa có cần thiết.